Mời quý vị và các bạn đón xem chuyên mục Trang địa phương do Đài Phát thanh Truyền hình huyện Cẩm Thủy thực hiện tuần này. Những nội dung có trong chương trình: Chi bộ thôn Bình Xuyên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội cựu chiến binh xã Cẩm Giang gương mẫu đi đầu trong các phong trào địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 năm 2019, thôn Bình Xuyên đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy đã ra quyết định công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Cẩm Thủy. Để có được kết quả này, chi bộ thôn Bình Xuyên xã Cẩm Tú đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ cụ thể của việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Bình Xuyên hiện có 173 hộ với 645 nhân khẩu và chi bộ có 23 đảng viên. Thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu là từ nông nghiệp. Ngay sau khi tiếp thu tinh thần chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo lãnh đạo của cấp trên, chi bộ đã kịp thời quán triệt cho đảng viên trong chi bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo nhân dân trong thôn làm theo lời Bác, từ đó hình thành ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có ý thức cộng đồng. Chúng tôi triển khai giao nhiệm vụ cho từng đảng viên một, từng đảng viên phụ trách các cụm dân cư, phụ trách các gia đình, dòng họ, các cụm dân cư để triển khai cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đấy thì mỗi đảng viên trong chi bộ đã đăng ký một việc làm. Đấy, từ đó lan tỏa ra đến trường các ban ngành đoàn thể trong thôn. Thì từ cái mô hình đó thì chúng tôi phát triển, nhân rộng ra. Thì tất cả mọi người dân được hưởng ứng ủng hộ cái vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh để có được cái thành quả đấy, thì công tác tuyên truyền vận động để toàn cán bộ đảng viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nêu cao cái tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấy là cái cách làm và cái thành quả mà ở thôn Bình Xuyên chúng tôi đã được trong những năm vừa qua. Với cách làm đó, chi bộ thôn Bình Xuyên Cẩm Tú đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng các loại cây cho năng suất hiệu quả kinh tế cao, cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình như bưởi diễn, bưởi da xanh, ổi, táo, na cho thu nhập khá cao và ổn định. Bên cạnh đó, thôn còn có một doanh nghiệp và 12 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm bình quân cho gần 50 lao động tại địa phương. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 27,5 triệu đồng trên một người một năm, đến năm 2019 tăng lên 60,5 triệu đồng trên một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 4,25% năm 2015 đến nay, thôn không còn hộ nghèo đa chiều. Đáng chú ý và nổi bật nhất đó là thực hiện chỉ thị Bộ Chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ tháng 2 năm 2019 đến nay, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, của huyện và đặc biệt là sự chỉ đạo hỗ trợ trực tiếp của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã. Thôn Bình Xuyên đã xây dựng cơ bản, đảm bảo cơ sở hạ tầng trong thôn như chỉnh trang, nâng cấp và làm mới đường giao thông nông thôn, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao, lắp các biển báo giao thông ở các tuyến đường trục thôn, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại tất cả các tuyến đường, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo các công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp. Tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng là 6,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 6,2 tỷ đồng, chiếm gần 92%. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, thôn Bình Xuyên đã được Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cẩm Thủy ra quyết định công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Đây là kết quả đáng tự hào mà cũng là thành quả từ sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân trong thôn. Đảng ủy Cẩm Tú đã và đang tích cực chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để nhân rộng mô hình xây dựng thôn, xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu ra tất cả các đơn vị trên địa bàn bằng nhiều giải pháp cụ thể như bằng tuyên truyền trực quan thực tế, bằng vận động tuyên truyền giáo dục thuyết phục, bằng khuyến khích kích cầu thi đua khen thưởng và bằng các kế hoạch hướng dẫn cụ thể lộ trình phù hợp với từng địa bàn, từng đơn vị để lãnh đạo định hướng và tổ chức thực hiện.
Có thể nói, học tập và làm theo tấm gương Bác phù hợp với điều kiện của địa phương đã nhân lên các phong trào thi đua yêu nước ở thôn Bình Xuyên. Vai trò chủ thể của người dân được đề cao, người cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nói dân nghe và nghe dân nói. Đó chính là những nét nổi bật, sự vận dụng linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ cần được nhân rộng trên địa bàn xã Cẩm Tú nói riêng và huyện Cẩm Thủy nói chung. Thưa quý vị và các bạn, xã Cẩm Giang được công nhận xã nông thôn mới năm 2017. Trong thành tích chung đáng phấn khởi ấy, có sự đóng góp không nhỏ của gần 400 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong xã. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Cẩm Giang luôn coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên, nhất là những hội viên mới được kết nạp, nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh. Hội thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ để trao đổi, bàn bạc và đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời những yếu kém và phát huy những mặt mạnh. Để thu hút hội viên tích cực tham gia xây dựng hội, Hội cựu chiến binh Cẩm Giang đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nội dung sinh hoạt được đổi mới, phong phú, gắn với việc giới thiệu tuyên truyền gương người tốt việc tốt. Hội còn thường xuyên nắm bắt tình hình nguyện vọng của hội viên, kịp thời giải quyết vướng mắc về tư tưởng ngay từ chi hội và có đề xuất với cấp trên có hướng giải quyết, tạo được niềm tin trong cựu chiến binh với tổ chức hội và sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn đi đầu trong mọi phong trào, trong công cuộc đổi mới của đất nước, Hội cựu chiến binh xã Cẩm Giang đã biết phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách quản lý 2 tổ vay vốn, hỗ trợ 3 tỷ đồng cho hộ hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế, qua đó giúp cho 2/3 hộ nghèo và 19 trên 23 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, hội đã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế giỏi ở trong và ngoài huyện để học tập kinh nghiệm, động viên cán bộ hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm giàu trên chính quê hương. Kết quả, đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi thu lãi hàng trăm triệu đồng trên một năm, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã thực sự lan tỏa tại xã Cẩm Giang. Phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, về với đời thường thì làm sao để phát triển kinh tế gia đình. Trước hết là làm giàu cho gia đình và cho xã hội. Tôi cũng nhận thức là mình còn sức khỏe, còn có điều kiện thì tập trung phát triển kinh tế, làm cho gia đình có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc và tăng thu nhập thêm cho xã hội. Cũng góp phần nhỏ bé vào xây dựng cái kinh tế địa phương này, quê hương giàu mạnh hơn. Hướng phong trào xây dựng thôn mới, Hội cựu chiến binh xã Cẩm Giang đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên gương mẫu tham gia, 100% cơ sở hội đăng ký đảm nhận các phần việc trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với những tiêu chí còn khó khăn được cấp ủy chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ, một trong những việc làm thiết thực hiệu quả của hội là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn. Trong 5 năm, các cấp hội cựu chiến binh trong xã đã vận động các hộ cựu chiến binh hiến 1.500 m² đất các loại, đóng góp trên 560 triệu đồng, 2.800 ngày công, vật tư, cùng với nhân dân làm mới và nâng cấp hơn 16 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và tổ chức các buổi lao động tham gia làm vệ sinh môi trường, tu sửa, thu gom rác thải, trồng cây xanh. Với những kết quả nổi bật thể hiện tinh thần xung kích đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, hội cựu chiến binh xã đã được cấp hội ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Tổng số hội viên của chúng tôi hiện nay là có 382 hội viên. Sau khi nghị quyết triển khai là chúng tôi đều triển khai đến các chi hội trong cái nhiệm vụ chính, làm sao đó cho vấn đề công tác hội, trong đó có hội viên cựu chiến binh phải là gương mẫu đi đầu trong mọi cái công tác. Do vậy là những cái nhiệm vụ trong quý, trong tháng bám nghị quyết của Đảng ủy, làm sao đó là tất cả cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho là chúng tôi đều hoàn thành tốt. Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể thiết thực của Hội cựu chiến binh xã Cẩm Giang, trong đó mỗi cựu chiến binh là một tấm gương mẫu đi trước thực hiện các phong trào đã góp phần tạo sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân, khích lệ người dân cùng tham gia, qua đó không chỉ nêu cao truyền thống bộ đội Cụ Hồ mà còn góp phần thiết thực trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong thời bình. Chương trình Trang địa phương đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đến chương trình và đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ Phòng biên tập chương trình
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, email btct.ttva@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.